hành mà bài giảng nói về cửa không. Như vậy ai đọc lịch sử Thiền Tông đến chỗ này thấy nó lạ lùng, bí mật làm sao? Tại sao tâm Ngài Huệ Khả đang bị xao xuyến, loạn động? Ngài thành thật thiết tha cầu Tổ dạy cho phương pháp an tâm. Tổ không chịu dạy, chỉ bảo đem tâm ra ta an cho. Ngài tìm mãi không được, nói con tìm tâm không được. Thì Tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngài Huệ Khả liền ngộ. Vậy ngộ tại chỗ nào? Hiện nay nghe như vậy chúng ta có ngộ chưa? Chúng ta nghe thì ngẩn ngơ không biết Tổ nói cái gì. Thế thì câu nói ta đã an tâm cho ngươi rồi là một câu nói đùa hay là câu nói thật? Ngài đã nói tìm tâm không được, tại sao Tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi? Thật tình ai nghe câu nói này đều không hiểu chi hết. Nhưng từ ngày Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền Thiền Tông vào Trung Hoa đến nay gần 2000 năm rồi, câu nói đó vẫn là câu nói bất hủ. Nhưng người thường đọc thì thấy lạ đời, như là câu nói vô nghĩa. Trước khi giải thích, chúng tôi dẫn một câu chuyện khác ở trong kinh để quý vị khám phá từ từ về câu nói này. Trong kinh Lăng Nghiêm có một đoạn Đức Phật dùng ví dụ. Một sáng nọ có anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa đứng trước mặt gương nhìn vào, thấy đầu mặt của anh hiện rõ trong gương. Một lát sau, úp mặt gương lại, anh thấy đầu mặt mất, hốt hoảng điên lên ôm đầu chạy la: tôi mất đầu, tôi mất đầu. Chúng ta nghe Phật thuật câu chuyện đó có lý hay vô lý? Chúng ta có điên như anh chàng đó hay không? Ví dụ này mới nghe qua dường như ngớ ngẩn, không gần với thực tế, nhưng thật sự là thực tế 100%. Tại sao vậy? Tất cả chúng ta hiện giờ đều là hiện thân của chàng Diễn Nhã Đạt Đa ôm đầu chạy la mình mất đầu. Tại sao? Sở dĩ Diễn Nhã Đạt Đa điên là vì nhận lầm cái bóng đầu và mặt trong gương là đầu thật, là thật đầu mặt của chính mình. Bởi nhận lầm như vậy nên khi mất cái bóng ấy thì hoảng hốt điên lên la mình mất đầu. Nếu anh chàng đó biết rõ bóng trong gương chỉ là bóng thôi thì anh có điên không? Cũng như tất cả chúng ta khi nhìn vào gương, thấy đầu mặt mình trong gương, biết cái đó là bóng, thì khi bóng mất, mình có điên bao giờ đâu. Sở dĩ anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa điên là lên là vì cho đầu mặt trong gương là thật. Bởi tưởng là thật, cho nên khi mất, quảng la lên thành điên. Câu chuyện này để giải thích cái phần ở trên, minh họa cho nó cụ thể. Bây giờ tôi nói cái chỗ này là cái chỗ thiết yếu trên cái đường lối tu thiền của chúng ta, mà lâu nay tăng ni Phật tử mình coi thường cái chỗ này. Bởi vì ngày xưa tôi đọc rất nhiều lần về sử các tổ Ấn Độ, Trung Hoa, nhất là 33 vị tổ, tôi đọc rất nhiều lần, nhiều bản. Mà mỗi khi đọc qua tới cái chỗ Tổ Huệ Khả xin pháp an tâm nơi Tổ Đạt Ma, thì chỉ được Tổ Đạt Ma dạy đem tâm nơi ta an cho. Tổ Huệ Khả xoay lại tìm, tìm mãi không thấy tâm mình ở đâu. Bạch Tổ Đạt Ma: thưa con tìm tâm không được. Thì Tổ Đạt Ma nói một câu nhẹ nhàng: ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay nơi đó Tổ Huệ Khả liền nhận được đường vào an tâm. Thì quý vị thấy
nghe một câu chuyện dường như là hết sức sơ sài, hay nói cái khác hết sức lạc đề, phải không? Đang thắc mắc, đang khó xử về cái tâm lăng xăng của mình, ngồi thiền tâm vẫn chạy, đi đứng tâm vẫn chạy, bây giờ muốn an tâm phải làm sao? Thì cái đó là cái thắc mắc chân chính nhất của những người tu Phật. Thế thì Tổ Huệ Khả hỏi câu đó là một câu hỏi chí thành chí thiết, chứ không phải hỏi một câu đùa. Câu hỏi chí thành như vậy mà một vị tổ đặc biệt từ Ấn Độ sang Trung Hoa truyền đạo mà chỉ đáp bằng một câu đem tâm ra ta ăn cho, phải không? Hết sức là giản đơn, đem tâm ra ta ăn cho. Nhưng mà khi nói câu đó với cái hiểu thường của chúng ta ngày nay, bảo đem tâm ra ta ăn cho thì quý vị sẽ làm sao? Chắc quý vị sẽ mỉm cười, tâm đâu có hình tướng mà đem, phải không? Mỉm cười thì mỉm cười đó, mình ngỡ rằng Tổ Đạt Ma hơi ngớ ngẩn, phải không? Cho rằng cái không có hình, không có tướng mà bảo đem ra ăn thì làm sao đem được? Cái không đem được mà bảo đem ra, có phải ngơ ngẩn không? Đó là cái nhìn của phàm tục của chúng ta. Nghe câu nói đó, mình thầm ngỡ rằng Tổ hơi ngơ ngẩn. Nhưng với Ngài Huệ Khả, vì tâm tha thiết, vì cái lòng kính trọng Tổ, cho nên không dám nghĩ như mình, mà Ngài liền tuân theo, bảo đem tâm ra an. Thì giờ tìm cái tâm đó ở đâu? Đó, phải tuân theo cái lệnh vị thầy bảo đem tâm ra. Mà muốn đem ra thì phải tìm cái nơi đâu để đem ra. Cho nên xoay lại tìm, tìm đáo để lục lạo hết, không thấy nó. Mà không thấy nó thì chỉ còn một câu trả lời hết sức là chân thành: bạch hòa thượng, con tìm tâm không được, phải không? Thì câu trả lời rất là chân thành. Thì Tổ Đạt Ma bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thì quý vị thấy có phải ngớ ngẩn không? Ta xin pháp an tâm, rồi bảo đem tâm ra. Rồi khi đó tìm đáo để không được, nó tìm được, rồi nó an rồi. An chỗ nào? An bằng cách gì? Có biết không? Thì tất cả người nghe ngớ ngẩn, thấy Tổ nói sao lạc đề quá. Người ta cầu xin pháp an tâm, rồi bảo ta tìm đáo để không được, rồi nói ăn rồi. Cái chuyện không có cho một cái gì, không dạy một câu nào. Như vậy mà tại sao Tổ Huệ Khả lại ngộ, lại thấy được pháp an tâm? Đó là một cái điều dường như bí ẩn, nhưng thực tình nếu mà chúng ta không chịu tu á, thì đọc đó 1000 lần cũng không bao giờ biết, không bao giờ thấy. Nhưng khi chúng ta chịu khó hạ thủ công phu tu rồi mới thấy cái hay, cái thiết yếu ở chỗ đó. Bây giờ tôi chỉ cái hay, cái thiết yếu để cho quý vị thấy. Chặn thứ nhất là Tổ Huệ Khả xin pháp an tâm, và muốn nói cho rõ Tổ Huệ Khả khi chưa có đến Tổ Đạt Ma thì Ngài đã tu thiền nhiều năm rồi. Mà chính Ngài tu thiền nhiều năm mà tâm nó cứ chạy ngược, chạy xuôi, lang thang mãi không dừng. Cho nên Ngài thất vọng, nghe Tổ sang muốn tìm cầu Tổ dạy để trị được cái tâm chạy ngược xuôi lang thang đó. Khi gặp Tổ, được Tổ nhận làm đồ đệ thì không còn cơ hội nào tốt hơn là hỏi thẳng làm sao, cách nào, pháp gì để mình được an tâm, phải không? Thì cái đó là cái câu hỏi tha thiết của cái người ham tu. Cho nên rất là thành khẩn đưa ra câu hỏi
xin Hòa Thượng dạy con pháp an tâm với tâm thành khẩn. Thì Tổ Đạt Ma là một nhà tu thiền, nói theo thông thường, còn nói theo trong nhà thiền của mình là một vị tổ kỳ đặc. Ngài không có để mất thì giờ phải dạy cách này cách nọ, mà Ngài chỉ bảo đem tâm ra ta an cho, đem tâm ra ta an cho. Làm sao đem đây? Nhưng mà bảo đem ra thì phải tìm coi nó ở đâu, nó ra sao để mà đem ra cho Ngài. Thì cái lời Tổ nói mới nghe thì như ngớ ngẩn, nhưng mà với Ngài Huệ Khả thì Ngài tha thiết, Ngài thành tâm nghe vậy rồi cái Ngài xoay tìm lại. Mà xoay tìm lại, cái từ hiện giờ chúng ta thường dùng là từ gì? Thì phản quan tự kỷ, nghĩa là xoay lại mình coi cái tâm lăng xăng của mình hàng ngày đó nó ở đâu, đang làm gì, ở chỗ nào. Xoay tìm lại, bây giờ quý vị bình thường đang làm hay là đang tu mà có cái tâm chạy lăng xăng, thì quý vị chỉ cần tìm coi, nhìn kỹ coi cái tâm lăng xăng đó ở đâu, hình dáng ra sao, thì khi tìm lại nó còn không? Tìm lại thì nó tan mất. Khi nó chạy lăng xăng, đó là an hay bất an? Chạy lăng xăng là bất an, mà nhìn lại nó thì nó mất, tức là an, phải không? Khi nhìn lại không còn thấy dấu vết, không còn thấy hình bóng, tức là nó an rồi. Cho nên Ngài bảo đem tâm ra là cả một cái hướng dạy chúng ta phải xoay lại tìm. Ông nói cái tâm không an đó, tìm kỹ coi nó ra sao, phải không? Cho nên xoay lại tìm, tìm không thấy. Mà tìm không thấy thì tức là nó mất dấu, mất dấu vết rồi. Mà mất dấu vết thì lúc đó tâm an không? Còn cái gì chạy nữa thì nó an ngay khi đó. Thì như vậy Tổ Đạt Ma có dạy pháp an tâm chưa? Dạy làm sao? Nghĩa là pháp mà không có pháp. Pháp là gì? Chỉ cho cái cách mình nhìn lại, nhưng mà không có thêm một cái gì vào trong đó. Khi mình nhìn lại cái nó mất thì đó là an tâm. Như vậy thì có một cách để cho mình được an tâm, mà cách đó là tự mình phản quan, chứ không phải một câu kinh, một câu thần chú hay là một cách nào khác, mà chỉ là mình dùng cái trí tuệ soi lại cái tâm bất an đó, tìm nó thì tự nó an, tự nó mất. Như vậy cho nên trong nhà thiền từ Tổ Huệ Khả về sau dùng cái từ phản quan tự kỷ, đó là tu. Phản quan là soi, chiếu soi lại chính mình, soi lại chính mình gọi là tự kỷ. Chiếu soi lại chính mình thì cái tâm loạn tưởng tự nó lặng, chứ không có gì khác, không có một pháp khác. Nói đây đi xa hơn một chút, tôi nói rằng pháp của Phật là phương thuốc trị tâm bệnh của chúng ta. Chúng ta có bao nhiêu bệnh, Phật có bao nhiêu thuốc để trị. Nhưng mà bệnh thì vô số, phải không? Thuốc cũng vô số, học hoài không hết. Như vậy thì mỗi bệnh có mỗi thứ thuốc. Cái mà tôi thường ví dụ gần nhất, bây giờ chúng ta có cái bệnh tham tiền. Bây giờ Phật dạy chúng ta phương thuốc gì trị cái bệnh đó? Nếu tham tiền thì Phật dạy bố thí, anh có được 1 triệu bạc đủ anh sống 1 tháng, bây giờ tháng này anh làm được 1,5 triệu thì có dư được 500, phải không? Mà nếu 500 đó người tham thì sao? Để dành tháng sau kiếm thêm 500 nữa cho được 1 triệu, phải không? Mình để dành, mà nếu mình cứ tích lũy để dành đó gọi là tham. Còn bây giờ mình có 1 triệu đủ sống, 500 sau là dư,
dư thì Phật dạy muốn cho hết lòng tham, đem cái dư ra bố thí đi. Ai nghèo, ai thiếu hơn mình giúp họ. Mà nếu dư nhiều giúp hết thì có tham được không? Thì cái tham tự nó khô hồi nào không biết, phải không? Cái lòng tham nó khô kiệt hồi nào không biết. Thì như vậy, đó là cái pháp đối trị. Có bệnh thì lấy thuốc để trị, mà đối trị cho bệnh được lành, đó là cái phương pháp dạy của Phật. Tu có kết quả. Còn mình bây giờ sao? Mình đổi cái tham này qua cái tham kia, nó tham tích lũy nhiều, thì quý vị tu khéo một chút, nói thôi mình có mình bố thí đi, để đời sau có phước nhiều hơn nữa, phải không? Thì như vậy, nghĩa là muốn hết cái tham hiện tại, biểu họ đem của bố thí cho họ đừng có tích lũy, thì đó là hết cái tham hiện tại. Nhưng mà họ còn cái tham gì? Tham vị lai, tham phước nhiều hơn. Bây giờ bố thí 500 ngàn, biết đâu sao được 1-2 triệu, phải không? Đó. Như vậy ham bố thí mà không phải để trị bệnh, mà để tăng trưởng lòng tham. Quý vị mới thấy, chúng ta dạy không khéo thì rốt cuộc rồi lãnh quẩn. Thuốc là để trị bệnh mà không chịu dùng trị bệnh, mà lại còn dùng nó để mà làm cho tăng trưởng cái bệnh. Thì quý vị mới thấy không khéo dạy đạo là chỗ đó đó. Chứ bây giờ ai có bao nhiêu đủ sống rồi dư, mà sợ họ có lòng tham, họ tích lũy cho nhiều làm giàu, thì cái đó là cái tăng trưởng lòng tham vô ích. Cho nên Phật dạy muốn hết tham thì phải tập bố thí, dư bao nhiêu thì ai thiếu mình giúp bấy nhiêu, để cái phần mình đủ sống thôi. Thì như vậy là không có tham. Có nhiều giúp người ta hết còn đủ sống thì người đó tham không? Đâu có tham. Tham là tích lũy dành để, bây giờ có mình chia hết rồi. Như vậy thì trị cái bệnh tham hết sức là khéo, hết sức là hay. Như vậy thì quý vị thấy Phật dạy thuốc đó để trị bệnh đó. Rồi giả sử ai sân, ai hay nóng giận, thì giờ dạy trị sao? Nói người đó tới, nói tôi bị tánh nóng quá, ai nói tức cái thì dằn không được, phải cự lộn. Bây giờ mình phải dạy hay sao? Nếu mà nóng quá thì Phật dạy lấy cái toa thuốc nhẫn nhục, mua thuốc nhẫn nhục về uống, phải không? Uống cái thuốc nhẫn nhục thì hết nóng. Thì uống sao đấy? Nó nhẫn rồi, ta nói gì cái nổi nóng lên rồi sao, nhẫn thì sao? Nhiều người nói nổi nóng lên thì chạy kiếm miếng nước lạnh uống cho nó nguội lại, phải không? Còn có người nói nhẫn cho mình niệm Phật để cho nó quên, vân vân. Như vậy thì hết nóng được chưa? Chưa được. Đức Phật dạy chúng ta dùng cái pháp nhẫn nhục để trị cái bệnh nóng giận. Như vậy thì khi vừa nổi nóng lên thì phải lấy cái thuốc nhẫn nhục uống liền. Uống bằng cách nào? Quý vị biết là giỏi. Uống bằng cách nào? Vừa nổi nóng muốn nói cái bảo nói là dại, nhịn là khôn. Nói là dại, nhịn là khôn. Cứ chắc cái câu đó, nói dại, nhịn khôn. Nói dại, nhịn khôn. Nhắc hồi cái nó hết dám nói. Hết dám nói tức là nguội. Mà có phải vậy không? Khi mà nổi nóng mà nói thì cái lời nói khôn ngoan không? Toàn nói bậy. Nói bậy tức là dại. Còn mình lặng lẽ, mình nhịn, để cho tâm mình nó yên, rồi mình muốn nói gì nó tỉnh táo thì nó khôn ngoan đó. Cho nên khi mà nổi nóng lên thì luôn luôn nhớ nhịn. Nhịn là khôn. Nói là dại. Nhịn là khôn. Nói dại. Lập thới lập lui chừng chục lần cái thời nó nhịn đó. Thì như vậy đó là lấy thuốc của Phật mình uống. Lúc đó đang uống thuốc đó mà mình không hay, phải không? Như vậy đó là biết bệnh biết thuốc. Nhưng mà mình nhịn được lúc đó rồi, hết nóng giận. Nhưng mà lâu lâu nhớ lại cũng hơi tức, phải không? Làm sao cho hết gốc? Phải thêm toa thuốc thứ hai nữa trị cho hết gốc. Thuốc gì? Thuốc từ bi. Thuốc quán từ bi. Tại sao?
Bởi vì người đó họ nói bậy, họ nói xấu, họ nói ác. Họ nói bậy, nói xấu, nói ác là người nó không được sáng suốt, người họ mất trí. Đó là cái người đáng thương chứ không có đáng ghét. Nghĩ họ khờ, họ mới nói bậy, họ mới nói những lời thô lỗ. Như vậy thì họ là người đáng thương. Thương họ chứ đừng có giận họ. Nhớ thương họ cái là thôi, nhớ lại cái câu chuyện đó cái cũng bỏ qua liền. Đó, như vậy tức là thêm, cộng thêm cái thứ thuốc từ bi nữa, cái trị hết cái bệnh nóng giận, phải không? Đó. Thì bây giờ người ta thường thường dạy, khi nằm nổi nóng quá niệm Phật cho có phước cho hết nóng à. Đó. Như vậy thì cũng là phước thôi, nó dạy người ta có cái gì để mà hưởng không à. Chứ còn không có dạy trị bệnh thẳng cho mình. Như vậy thì chúng ta biết rõ cái bệnh nóng giận là cái bệnh nguy hiểm. Thì khi đó mà quán từ bi quá không được, đương nổi tức mà làm sao thương. Cho nên phải dùng cái nhẫn nhục trị trước. Nhẫn nhục trị rồi, mà nhẫn nhục thì phải có cái gì hay cái gì dở. Tức là hay là nhịn, dở là nói, phải không? Nhịn là khôn, nói là dạy. Lập tới lập lui chừng chục lần cái nó hết dám nói. Đó là nó qua cái cơn giận rồi. Thì từ đó mình mới dùng cái từ bi quán, quán để thương họ. Thương họ thì tự nhiên cái tâm nóng giận nó hết luôn. Đó là trị bệnh. Như vậy chúng ta dùng thuốc Phật để trị bệnh cho mình. Rồi tất cả bệnh khác, bệnh nào cũng có thuốc hết. 100 bệnh là có 100 thứ thuốc. Mà ngồi kể thì chắc có kể hoài, kể một tháng chưa hết bệnh của chúng sinh, mà cũng chưa hết thuốc của Phật. Nên đây tôi chỉ cử, đơn cử một vài bệnh nho nhỏ thôi. Nhỏ đó là bệnh thô đó, còn những bệnh tế thì chưa có nói tới. Như vậy người nóng giận dùng cái thuốc nhẫn nhục, thuốc từ bi mà trị. Người tham tiền của dùng thuốc bố thí mà trị. Thì như vậy chúng ta tâm nó loạn, dùng thuốc gì trị? Thuốc gì trị? Đó là người khác họ sẽ đặt câu hỏi. Bây giờ có ngồi thiền tâm loạn quá, giờ dùng thuốc gì trị đấy? Phải dùng thuốc gì trị? Thì thiền định là trị để loạn tưởng. Nhưng mà thiền định có nhiều cách. Thiền định bằng cách quán chiếu, dùng một phương pháp quán để trị. Hoặc là thiền định bằng cách dùng một câu như câu thoại đầu, nó là trị, phải không? Nhưng mà ở đây mình không dùng câu nào hết làm sao trị? Tôi nói thí dụ như người tu tịnh độ, khi tâm mình loạn quá thì dùng cái gì trị? Dùng câu niệm Phật, phải không? Nhờ nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hoài cái nó bớt loạn. Như vậy thì khi mượn cái câu niệm Phật làm thuốc để trị cái bệnh loạn tưởng, mà khi cái loạn tâm loạn nó hết rồi thì sao? Thì cái câu niệm Phật bỏ dễ không? Vì câu đó là thuốc trị bệnh, mà bệnh lành thì thuốc phải bỏ. Cho nên đúng nghĩa niệm tới chỗ vô niệm, phải không? Còn niệm tức là bệnh lành mà còn uống thuốc thì thuốc đó trở thành bệnh nữa. Cho nên nó hơi xa hơn. Còn cái này Tổ Đạt Ma ngài dạy tâm loạn thì cứ nhìn lại coi nó ở đâu, mặt mũi nó ra sao, tìm lại hồi nó mất thì cái thuốc này thuốc mà không có thuốc, phải không? Chỉ là một cách quán chiếu soi lại, thấy cái đó nó không thiệt, tự nó tan biết, biết nó không thiệt, nó tan biết thì tự nó hết, không còn thuốc gì để bỏ, bởi vì đâu có dùng thuốc. Đó. Như vậy thì vừa quán chiếu lại, thấy nó không còn, không có thì nó mất thì thôi, yên. Như vậy cái này thì hơi khó với cái câu niệm Phật, phải không? Câu niệm Phật dễ, còn quán chiếu lại khó.
Nhưng mà câu niệm Phật dễ, dễ mà khó. Khó tới niệm riết là giả sử ai chí thành niệm tới thuần thục rồi, hết cứ nghĩ bậy mà cứ nghĩ Phật hoài. Phải không? Nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật mà còn Nam Mô A Di Đà Phật thì tâm động hay tâm tịnh? Thế cũng là động. Cho nên trong nhà thiền thường dạy mạc vàng tuy quý mà rơi vào con mắt thì sao? Thành bệnh, thành sốt. Nó là quý thì cái câu niệm Phật là quý, mà nếu còn câu niệm Phật là cũng chưa có định, chưa có thật là cái tâm chân thật của chính mình. Tâm chân thật của chính mình nó không có cái gì dính thì nó mới sáng. Còn có cái gì dính là không sáng. Dính bụi nó không sáng, mà dính vàng nó cũng không sáng như thường. Phải không? Cho nên nó phải trong trẻo, lặng lẽ, không có một cái gì che đậy hết thì nó mới thực sáng. Cho nên chúng ta nhìn lại tìm thấy nó mất, mất biết nó an, không còn dũng không gì nữa hết. Chừng nào nó trồi đầu lên thì nhìn lại nó, rồi nó mất. Như vậy thì tới chừng nào mà nó mất luôn thì khỏi nhìn. Phải không? Thì có cái gì đâu phải bỏ, không có một cái gì để bỏ hết. Hiểu như vậy mới thấy cái pháp tu, cái đường hướng tu. Như vậy thì cái câu niệm Phật làm mượn một cái hình ảnh ở bên ngoài để dằn cái tâm cho nó yên. Còn phản quan lại thì dùng cái gì? Dùng cái trí nhìn kỹ để thấy nó tiêu tan, nó được yên. Thì như vậy dùng một cái khác đè nó, khi nó lặng rồi thì cái khác phải bỏ. Còn mình dùng trí mình nhìn nó lặng rồi thôi, trí mình tự trong trẻo, sáng suốt. Đó là cái lối vừa là đơn giản vừa là gọn, nhưng mà người yếu yếu thì rất khó làm. Phải không? Người có cái gì đó để tin tưởng thì họ làm được. Còn bắt mình phải vận dụng trí mình chiếu soi lên mình thì cái đó họ thấy như khó làm. Bởi vậy đọt đầu thì khó, nhưng mà cuối nó lại dễ. Còn cái kia đầu dễ nhưng mà cuối lại khó. Nó hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái đường lối tu của đạo Phật. Cho nên nhà thiền luôn dùng cái hình ảnh phản quan tự kỷ là cái gốc, phải chiếu soi lại mình. Người tu thiền mà không chiếu soi thì không thế nào đạt được cái trí tuệ viên mãn. Như vậy thì tôi nhắc lại, Phật dạy nhiều pháp để trị bệnh. Như vậy thì cái phương pháp phản quan này là đối trị cái bệnh gì? Bệnh gì? Người ta có tham thì bố thí, ta có sân thì nhẫn nhục, vân vân. Còn bây giờ mình ngồi lại thấy nó chạy lăng xăng, bây giờ mình phải dùng pháp gì để trị nó? Rồi khó xử rồi, phải không? Quý vị thấy khó xử. Nhưng tôi nói có thuốc, có một thứ thuốc trị một thứ bệnh, mà có một thứ thuốc trị luôn bách bệnh. Thứ thuốc trị bách bệnh, mà thứ thuốc này là thuốc gì? Thứ thuốc phản quan trị bách bệnh. Tại sao trị bách bệnh? Bởi vì nếu tham, tức là giấy niệm ham muốn tiền bạc rồi mới tích lũy, phải không? Thì có cái niệm lên rồi ham muốn tích lũy, đó là tham. Cho nên vừa ham muốn tích lũy vừa thôi đem cho đi thì nó hết tham. Còn bây giờ vừa giấy nghĩ, chưa có thành niệm, chưa thành tham, chưa thành sân, phải không? Chưa thành tham, chưa thành sân mà vừa giấy niệm cái nhìn lại cái mắt, thì như vậy niệm khởi, sau khi khởi rồi mới có cái suy nghĩ gìn giữ, suy nghĩ tức tối vân vân. Bây giờ nó vừa giấy lên cái nhìn lại nó mất rồi, còn đâu kịp suy nghĩ. Mà không kịp suy nghĩ đâu có thành bệnh, phải không? Nó vừa móng lên thì mình đã tiêu diệt nó ngay trong trứng nước rồi, thì còn gì thành bệnh? Mà không thành bệnh thì cần thuốc gì nữa, phải không? Chỉ nhìn thấu được cái khởi ban đầu
Vừa khởi ban đầu là mình đã thấy nó, thấy nó thì chặn đứng liền, thì tất cả bao nhiêu trăm ngàn thứ phiền não đều không có hết. Có phiền não nào mà không khởi niệm mà có phiền não không? Có không? Như vậy thì phiền não là từ khởi niệm. Khởi niệm rồi suy nghĩ, hoặc người ta chê mình, hoặc người ta khinh mình, hoặc gì đó thì mới có phiền não. Bây giờ vừa khởi niệm, vừa khởi nghĩ, đó, giọng buồn, cái hết trời. Phải không? Thì còn có cái gì đâu mà phiền não. Mà không phiền não thì chỉ bằng cái gì? Hiểu như vậy thì đây là một cái thang thuốc mà tổ gọi là thang thuốc trị bá bệnh. Phải không? Nghĩa là nó thẳng, chứ nó không có quanh co. Còn mình bây giờ nếu mình trị được bệnh tham, cái tới bệnh sân, phải trị bệnh sân, rồi tới bệnh ái ngã, trị bệnh ngã, trị cả trăm thứ thuốc, mất công, mất thì giờ quá. Thôi trị một cái thẳng ra hết, tận gốc, phải không? Nhìn tận gốc, trị tận gốc thì nó lành luôn. Vậy cái này phải là thẳng tắc hay không? Thì cái thẳng tắc đó gọi là đốn, đốn giáo hay là thiền đốn ngộ. Chỗ đó là đi thẳng cái gốc, chứ không có đi chi tiết ngọn ngành. Nếu mình đi chi tiết ngọn ngành thì nó phải nhiều, phải thứ bậc. Còn này đi thẳng một cái không có thứ bậc gì hết. Không có nói phải rồi cái này tới cái kia, rồi kia tới cái nọ. Cứ niệm nào khởi thì nhìn ngay mặt nó mất tiêu thôi. Vậy khỏi thêm cái gì nữa, khỏi quán từ bi, khỏi quán bất tịnh, khỏi quán gì hết. Nghĩa là ngay nó khởi là mình đã thấy, đã bỏ nó rồi. Thì như vậy là cái gốc của tất cả sự tu. Như vậy tu thiền là trở về cội nguồn là chỗ đó đó. Cội nguồn là chỗ đó. Nghĩa là cái gốc nó, để nó giấy khởi, thì mình chặn ngay cái gốc đó thì hết giấy khởi. Mà hết giấy khởi thì trở lại cái đầu tiên chứ gì, cái nguyên thủy của nó chứ gì, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu cho vững cho kỹ thì trên đường tu mới không lầm. Chứ nhiều khi quý vị nghe sơ sơ rồi không biết mình tu đây thuộc về cái loại gì đó, phải không? Tu vậy trúng người chặt nữa, người ta niệm Phật có bộ có kết quả hơn mình. Mình tu gì có bộ buồn hiu à, cái gì dòm lại mình không, không thấy gì hết. Bởi vì niệm Phật là để dừng cái tâm loạn tưởng. Mà được dựng tâm loạn tưởng rồi, câu niệm Phật cũng thuộc kỳ động, cho nên phải bỏ luôn. Vì vậy mà niệm Phật tới vô niệm thì mới là cái chỗ cứu kính. Như vậy thì chúng ta cứ nhìn lại niệm khởi cho thấy rõ bản chất nó là hư dối, nó tan nát đi, nó không còn nữa, thì tất cả phiền não không dấy động. Mà phiền não không dấy động thì tự đó nó là thanh tịnh, mình không còn cái gì phải buông bỏ đó. Như vậy thì không mượn phương tiện. Cho nên thường thường nó tu theo thiền tông giống như là người đi cầu khỉ ở miền Tây vậy đó. Nó là cây, có một cái con rạch nhỏ bắt cây cầu, hoặc là cây cao, hoặc cây dừa gì đó, mà không có tay gượng. Bên này qua bên kia, nếu mà đi không vững thì sao? Lọt ở dưới. Còn mình quen đi vững rồi thì đi thẳng qua. Đi thẳng qua được như vậy thì sau này qua được một cây cầu không có tay gượng, thì tới cây khác không có tay gượng mình qua được. Còn nếu chỗ này có tay gượng mình qua được, lại chỗ kia không có tay gượng thì mình sao? Thì mình cũng dừng lại. Cho nên phải tập đi không có tay gượng. Đi cầu không có tay gượng thì mọi cây cầu đều qua được hết. Còn chờ có tay gượng mới qua thì chúng ta bị giới hạn rồi, phải không? Chỗ nào có tay gượng thì chỗ đó qua được, quá cái đó thì qua không nổi. Cũng như vậy, cái tu mà chúng ta phải có một pháp để nương, thì khi gặp những trường hợp vừa có cái móng niệm giấy khởi, lúc đó chưa biết dùng pháp gì, thì lúc đó chúng ta sẽ lúng túng. Mà lúng túng thì chúng ta qua không được. Bởi vậy cho nên mình đi thẳng cái chỗ minh nha khởi mầm đó mà tiêu diệt nó thì chúng. Nhưng mà muốn tiêu diệt nó thì phải đủ trí tuệ. Như hồi nãy tôi nói, diễn giả Đạt Đa điên là tại sao?
tại cho bóng là thật, phải không? Mà nếu nói bóng là thật thì cái thật có biết, có nhận được không? Nếu nói bóng là thật thì cái đầu thật này nó là vô nghĩa rồi, phải không? Cái đầu thật là ở trong cái gương, thì biết cái đầu trong gương sao là thật, thì úp cái gương lại thì cái thật nó mất, cho nên ôm cái đầu thật chạy ra mất đầu, thì đó là điên. Có phải không? Điên là tại vì lầm nhận cái bóng cho là thật, từ lầm đó đó mà điên. Còn bây giờ bóng chúng ta không điên mê, thì chúng ta thấy bóng biết là bóng, úp cái bóng lại thì cái đầu mình còn nguyên, có gì đâu mà điên. Như vậy cái tu thiền này cũng vậy, nhận chân cái tâm lăng xăng đó là bóng, là hư ảo, là dối trá, không thật. Cho nên nó dấy lên, nhìn thẳng ở nó thì nó tan, nó mất. Nó tan mất tức là nó bóng chứ gì, nếu thiệt thì đâu có tan, phải không? Nhìn thẳng thì nó tan mất, tan mất thì biết rõ nó là bóng, là không thật. Như vậy cho nên mình thấy bóng, biết là bóng, lúc đó là điên hay là tỉnh. Xin nhắc lại, nếu mình biết rõ cái giả là giả thì đó là mình sáng suốt, còn cái giả mà mình tưởng là thiệt đó là mình si mê. Như vậy nơi nội tâm của mình những cái ý niệm chạy nhảy lăng xăng, khi tìm lại nó mất thì biết đó là cái bóng, là cái giả. Biết nó là bóng là giả thì tự nhiên chúng ta không còn mê lầm nó. Bởi vậy lục tổ mới bảo chúng ta sao? Bất phạ niệm khởi, chỉ phạ giác trì, phải không? Như vậy thì chúng ta không sợ cái niệm dấy lên, mà chỉ sợ chúng ta biết nó chậm. Như vậy thì cái chỗ quan trọng của chúng ta là niệm dấy lên, biết nó là dối, là vọng. Mà khi biết nó là dối, là vọng đó, thì lúc đó chúng ta có tu tiến được bao nhiêu rồi? Tiến được bao nhiêu rồi? Chỗ này có nhiều người cứ than, sao con ngồi thiền biết vọng, mà từ vào ngồi cho tới xả thiền cứ biết hoài vậy, chán quá, phải không? Cứ lát nó lên, lên rồi thấy, thấy rồi biết nó, rồi nó lặn, rồi cái khác trồi lên, biết nó lặn, chẳng lẽ làm việc đó hoài, thấy vô ích, phải không? Nhưng mà vô ích hay là hữu ích? Bởi vì niệm khởi mà mình theo nó là mê, niệm khởi mà mình biết nó, không theo nó, đó là tỉnh. Như vậy thì ngồi một giờ, 1000 niệm khởi, mình đều biết, mình không theo, thì mình đang tỉnh hay đang mê? Mà tỉnh thì giác, mà giác thì ai? Giác là Phật mất rồi, tu thiền đã thành Phật, phải không? Mà Phật thì là giác ngộ, mà giác ngộ thì không mê, còn mê thì không giác. Như vậy thì ngồi một giờ, niệm khởi 1000 niệm, mà niệm nào mình cũng giác hết, thì mình đang làm Phật hay đang làm mê, làm chúng sinh? Như vậy là mình làm Phật, mình đang làm Phật, chứ đâu phải là tầm thường. Vậy mà than sao niệm khởi hoài? Như vậy thì cứ khởi bao nhiêu tha hồ, khởi như cũng được, mà chỉ con cái đừng theo nó, phải không? Theo nó là mê. Còn nó khởi, thấy, biết nó, không theo nó thì đó là giác. Như vậy thì chúng ta tu cái đạo giác ngộ, mà ngồi thiền để giác ngộ, thì đang làm cái việc giác mà than thở cái gì, phải không? Vậy mà có lắm người than thở, nói sao ngồi buổi nay thấy toàn giọng không à, phải không? Thì buổi thấy giọng là tốt, sợ không thấy giọng mà theo giọng nó mới xấu chứ,
Như vậy thì hiểu cho thật kỹ thì chúng ta tu mới biết cái giá trị của sự tu. Còn không hiểu kỹ thì cứ than, muốn ngồi cái phăng phát không có niệm nào hết. Nhưng mà phăng phát hồi thì sao? Gục lên gục xuống đó, vô hang quỷ còn nguy nữa. Phải không? Thà là nó có nổi lên, nổi lên là mình tỉnh, mình giác được nó, thì như vậy là mình đương giác là tốt hơn. Cho nên cái người dứt tu thì không có cái gì mà sợ hết, chỉ sợ là cái không biết tu. Như vậy thì chúng ta thấy rõ cái chỗ của tổ Huệ Khả, ngài được cái lối vào chưa? Nghĩa là con tìm tâm không được, tổ bảo ta an tâm cho như rồi thì ngài thấy hẳn lối vào. Bởi vì ngài đang phản quang lại nó, phản quang là thấy nó mất, mất thì tức là an. An thì nói ta đã an tâm cho ngươi rồi, tức là chỉ cho ngươi phương pháp an tâm rồi. Mà tại vì không có phương pháp cho nên ngài nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thế là ngài thấy được cái lối đi. Mà từ đó mãi cho tới sau này truyền các tổ, với từ tổ này đến tổ kia, cuối cùng tới Việt Nam chúng ta thì cũng là một hướng đó chứ không có khác. Cho nên tôi nói thiền tông Việt Nam lấy cái câu phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc làm cái châm ngôn để mà chúng ta tiến tu. Thì phản quan tự kỷ tức là nhìn lại, xét lại cái bản thân mình hay nội tâm mình, cái đó là cái phận sự chính chứ không có gì khác. Mà nhìn lại như vậy, đó là tu theo thiền tông, không còn nghi ngờ gì hết. Thì đó là từ tổ Đạt Ma truyền tổ Huệ Khả nữa, chứ đâu phải là ai khác. Còn nếu mình tu theo kinh thì có pháp quán, như hồi nãy tôi nói là trị bệnh thì có pháp, có để mà trị bệnh, mà từng pháp, cho nên nó đi hơi, hơi xa, hơi ngọn ngành một chút. Còn tu thiền tông này đi thẳng từ cái chỗ khởi mầm mà tiêu diệt nó. Từ giờ giả sử như một cái hạt thông hay là hạt cây gì đó gai gốc, mà khi nó vừa nảy cái mầm mình bóp cái dễ, hay là để chừng 3-4 tháng mình nhổ nó dễ? Nó vừa thấy nó nảy mầm cho mình bóp nó cái phải ru à, nhẹ đỡ tốn công biết bao nhiêu, phải không? Còn đợi 3-4 tháng mà nó cầm rễ rồi, nhổ có khi khó nhổ. Đó, như vậy thì từ cái mầm đó mà mình tiêu diệt nó thì rất là dễ. Mà đó là cái đốn giáo, đốn ở tại chỗ đó đó, nó rất là nhanh. Chứ nhiều khi mình tu hồi nó đốn giáo không biết đốn chỗ nào, tu lâu quá không thấy ngộ gì hết trơn mà đốn. Như vậy thì quý vị đang tu là quý vị mê hay là giác? Đang tu, đang không có chạy theo niệm khởi thì đó là đang giác, phải không? Chứ vậy thì một giờ ngồi mà tỉnh như vậy, không có chạy theo vọng tưởng như vậy là giờ đã giác hay giờ đã mê? Giác thì ra có huynh đệ nào hỏi sư huynh ngồi thiền một giờ đó chừng bao nhiêu lần vọng tưởng, thì nói ôi cả ngàn lần. Cả ngàn lần, hỏi như vậy cả ngàn lần đó huynh có theo hay không theo? Cả ngàn lần tôi thấy tôi không theo. Thì hỏi như vậy huynh mê huynh giác? Thì nói sao? Tôi đương giác, tôi đương giác, giác mới thấy, giác mới không theo, phải không? Như vậy một giờ, nửa giờ ngồi thiền đều làm việc giác ngộ hết, thì không phải là giờ làm Phật là gì, phải không? Đó, như vậy thì quý vị mới thấy cái ý nghĩa tu nó thiết yếu, nó quan trọng ở chỗ nào. Nhiều khi chúng ta cứ than thở gì mà tu mấy năm mà cũng còn vọng niệm hoài không hết, cần gì hết, phải không? Không cần hết mà chỉ cần biết nó, thấy nó thôi. Nó là biết thấy nó đừng theo là đủ, chứ đòi hết thì chuyện nó buồn lắm, phải không? Ngồi không làm gì. Hiểu vậy thì tu không có cái thối chuyển mà tu mới hăng hái. Chứ còn không thấy, không hiểu cái đó, tu một lúc cái rồi đâm ra chán nản,
nghĩ là tu định, thiền là phải định, mà giờ mấy năm rồi không định được gì hết trơn, như vậy thì có lợi ích gì đâu. Nhưng mà không ngờ mình đang định, mình đang giác, bởi vì niệm khởi cái mình thấy nó, biết nó vọng không theo, thì biết nó vọng là mình giác, không theo thì nó lặn xuống một chút thì được đến, thấy không? Rồi cái khác thì nhảy lên, mình giác mình biết nó, mình không theo thì được cái giác, rồi cái nó lặn xuống một chút thì cộng từ chút tới một buổi nhiều ít thì cũng gần được hai phần rồi, phải không? Thì như vậy được hai phần định, hai phần huệ, thì đó là mình đương ở trong cái tốt, trong cái giác chứ đâu phải trong cái mê. Đó là cái chỗ mà rất là tế nhị, rất là thâm trầm, mà người tu mình ít có nắm vững. Mà không nắm vững thì dạ người ta tu mình cũng hoang mang, nói thì cũng hăng vậy, nhưng mà nói hồi rồi mình thấy sao chính mình cũng chưa hết vọng tưởng mà, phải không? Mình chưa hết vọng tưởng mà bảo người ta hết thì làm sao đây, thì cứ nghi ngờ chỗ đó như sự thật có gì đó. Nghĩa là mình cứ vọng tưởng đi, mà vọng tưởng mình giác không theo. Bây giờ giả sử một giờ mình ngồi thiền 1000 lần vọng tưởng, mình vừa giấy niệm lên cái mình biết nó là vọng không theo, thì một giờ đó nó có tạo thành cái tội lỗi gì không? Vừa thấy nó cái mình nhìn nó mất, thì nó đâu còn có cái tham sân si gì mà tạo tội, phải không? Như vậy thì đó là một cái bước tiến của mình mà mình không hay. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ hết sức là ách yếu trong cái đời tu. Mà nếu mà không nắm vững chỗ này á, thì cái đường lối tu thiền này ít có người hiểu. Mà không hiểu thì lâu ngày cái chán. Tôi ngồi thiền 10 năm rồi sao cứ vọng tưởng hoài, phải không? Thì như vậy thì tìm cách gì cho nó yên, rồi ai dạy gì pháp gì đó là lạ, cái mau yên được à, cái đó đúng rồi à. Mà không ngờ mình đang là cái người đứng ở trong cái trung tâm giác ngộ mà mình muốn đi tìm cái khác, cái đó là một cái sai lầm rất lớn. Như vậy thì chúng ta hiểu được đoạn này thì hiểu được cái đường lối của mình tu, mà chính cái đường lối của mình tu là đường lối của Tổ Huệ Khả đã tu, phải không? Tổ Huệ Khả khi mà gặp Tổ Đạt Ma, tâm ngài có an chưa? Ngài chưa an mới cầu phát an tâm. Rồi từ đó về sau ngài biết nếu mà tiền tâm thì tâm mất, tức là phản quang lại thì nó mất. Thì từ đó ngài tu một thời gian cho tới sau khi ngài trình Tổ Đạt Ma, bạch hòa thượng, con đã dứt hết các duyên. Tổ Đạt Ma hỏi bảo rằng coi chừng rơi vào không, thì ngài nói rõ ràng thường biết làm sao không được. Đó, rõ ràng thường biết làm sao không được, thì chỗ đó là cái chỗ hay đáo để. Ngài nói ngài dứt hết các duyên, tại sao? Bởi vì những niệm lên giấy lên ngài thấy nó mất, mất riết rồi thành ra nó giờ nó lặng, nó không còn giấy lên nữa, gọi là dứt hết các duyên. Mình giấy lên thì chạy theo cảnh thì có duyên, phải không? Bây giờ không còn giấy nữa thì tức là đâu còn theo cảnh, tức là dứt hết các duyên. Mà Tổ Đạt Ma sợ khi mà không còn niệm khởi, rồi tới cái chỗ mù mù mịt mịt, không niệm khởi mà mù mù mịt mịt, đó gọi là rơi vào không. Cho nên người nói phải chừng rơi vào không. Tổ Huệ Khả cãi lại, rõ ràng thường biết làm sao rơi vào không được. Thì Tổ nói à, đó ở chỗ đó là cái chỗ chư Tổ đã chỉ dạy ta như vậy, ông cũng như vậy, đó là ấn chứng. Thì như vậy chúng ta biết rõ vọng tưởng không theo, tới lúc nào vọng tưởng lặng thì chúng ta mắt thấy tai nghe rõ ràng thường biết, thì làm sao nó không? Người ta nói tu thiền lạc chứ không. Không là không niệm khởi, chứ không phải không cái hằng tri hằng giác. Mà cái hằng tri hằng giác biết mà không động, mà thì tức là cái biết không sanh diệt. Mà cái biết động sinh diệt mới tạo nghiệp, còn không động không sanh diệt làm sao tạo nghiệp, thì không giải thoát là gì? Đó. Như vậy thì cái biết giải thoát sanh tử đó, cái biết đó là gì? Là Phật tánh, là giác ngộ rồi, phải không? Như vậy thì cái ông Phật nằm sẵn ở mình,
không có xa chút nào hết, mà lâu nay mình cứ chạy theo bóng mà quên cái thật. Ai cũng như ai mê lầm cho cái tâm nghĩ tưởng lăng xăng là tâm, còn tâm đó mà lặng rồi thì mất tâm rồi, mình ngu mình không biết, cứ tưởng như vậy. Mà không ngờ cái tâm lăng xăng là cái tâm tạo nghiệp, cái tâm sinh tử, nó không phải là thiệt. Vì vậy mà lặng nó xuống rồi còn cái rõ ràng thường biết, chỗ đó là chỗ Phật Tổ đang đứng, đang ngự ở trong đó. Mình tới đó thì mình cũng thành như các ngài. Chứ vậy tu là để thành Phật là chỗ đó, tu để giải thoát sinh tử chỗ đó. Mà nhiều người không có nắm vững chỗ đó, rồi cứ tu mơ mơ màng màng, lo sợ thế này thế kia. Như vậy thì quý vị đủ cái lòng tin của mình tu chưa? Biết chắc chưa? Chắc. Chứ mai kia thì có ai đó nói tôi có cầu thần chú hay lắm, đọc vào thần chú này thì tiêu tan nghiệp chướng, cái gì cũng tiêu hết. Cái lúc đó có bộ mình tu lâu nay chưa chắc hết nghiệp. Mình tu tu lâu, lâu lâu cũng có sanh, cũng có tham nó dấy lên. Còn câu thần chú đọc cái hết có lẽ hay hơn mình, thôi bắt chước. Thì đó là mình đã bỏ cái thật để đi cầu cái giả rồi. Nên ở đây hiểu cho tường tận như vậy thì chúng ta mới thấy cái đường lối tu của chính mình. Mà nếu hiểu được vậy rồi thì quý vị tu không có gì sợ hết. Ngồi thiền nó loạn bao nhiêu thì loạn, mà cứ thấy rõ nó, thấy mặt mày nó tường tận, nhìn cho thấu đáo nó, thì nó là những cái ảo ảnh qua rồi mất, qua rồi mất có thiệt gì đâu, phải không? Mà thấy nó là những cái ảo ảnh qua rồi mất thì hiện lúc đó chúng ta là giác, chúng ta là Phật, chúng ta không có lầm, phải không? Còn lâu nay chúng ta làm chúng sanh rồi thấy nó thiệt, chúng ta cứ chạy theo nó, rồi nó xoay, nó lôi mình đi đủ trong lục đạo luân hồi. Bây giờ chúng ta nhìn nó, thấy nó trong cái tỉnh giác thì chúng ta không bị nó lôi cuốn nữa. Đó là để dừng được nghiệp, để dứt được nghiệp, không còn đi trong sinh tử. Như vậy thì quá gần mà quá rõ, đủ điều kiện để chúng ta thấy, chứ không nghi ngờ gì nữa hết. Như vậy thì đường lối tu thiền từ tổ Huệ Khả cho tới sau này một vị tổ ở Việt Nam chúng ta là ngài Điều Ngự Giác Hoàng, tức là Trúc Lâm đó, đều là lấy cái phản quang tự kỷ làm cái chỗ gốc để mà chúng ta ứng dụng tu. Mà tu như vậy là tu thiền tông. Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền bá thiền tông, tổ Huệ Khả đạt được cái mục, cái tâm chỉ đó, được truyền tâm ấn thì đó là thiền tông. Mà cái đường lối của tổ Huệ Khả đạt được, bây giờ chúng ta nắm vững, chúng ta biết rõ, chúng ta tu theo như vậy thì chúng ta không phải thiền tông là gì, phải không? Chứ đâu phải nói tôi phải đầu mới thiền tông, phải đầu hồi tổ Đạt Ma có giải không? Đâu có giải, phải không? Chỉ đời tống mới có. Thì như vậy cái gốc chúng ta nắm vững thì những cái ngọn ngành, cái chi tiết không quan trọng. Còn nắm không vững cái gốc, nghe người ta nói cái này hay, cái kia hay, cái này kết quả tốt, cái kia kết quả tốt gì đó, mình không có lấy làm lạ, mình không có phải bận tâm, phải nghĩ tưởng gì hết. Đó là cái chỗ mà tôi nói rất thiết yếu. Thì cái bài nói chuyện hôm nay là cái trọng tâm ở nằm chỗ đó đó. Giờ để tiếp. Cũng như vậy, giả sử chúng tôi hỏi cái gì là tâm của quý vị, quý vị sẽ trả lời làm sao? Quý vị thường nói tâm, tâm tôi suy nghĩ, tâm tôi phán đoán. Vậy có phải cái suy nghĩ, cái phán đoán, cái tính toán v.v. là tâm của mình hay không? Ở đây chúng tôi hỏi, quý vị có thể lắc đầu, nhưng khi ra về nói chuyện với nhau, quý vị sẽ bảo tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia. Quý vị chấp nhận cái nghĩ đó là tâm của mình 100%. Nó là tâm mình, nó phải thật vì mình là thật. Nhưng tại sao khi tìm lại thì không thấy nó? Nếu nó không thật thì làm sao nói nó là mình được?
trong bài giảng hôm nay chính chỗ này khó, thật là khó. Nếu quý vị chịu khó nghe thì sẽ có giá trị vô cùng. Đây là một vấn đề hết sức là khó, không phải thật bản chất nó khó, mà vì cái mê lầm của mình quá sâu dày, cho nên chúng ta nghe không thâu vào được. Như vậy cái mà chúng ta chấp nhận là tâm mình hoàn toàn là cái suy nghĩ phân biệt. Trong Kinh Lăng Nghiêm, chính Ngài A Nan thời xưa cũng nói như vậy. Phật hỏi cái gì là tâm của ngươi? Ngài thưa chính cái hay suy nghĩ là tâm của con. Ngài bị Phật quở, Phật bác luôn bảy chỗ chỉ tâm của Ngài. Như vậy thì cái đoạn này tôi muốn nói thêm chút nữa để cho quý vị thấy chúng ta có cái lầm lẫn to lớn cho cái suy nghĩ, cho cái buồn phiền, cho cái tức giận đó là tâm của mình, phải không? Như nói chuyện với ai mà họ nói trái ý cái nỗi sân lên, cãi lộn với họ một hồi, rồi gặp huynh đệ cái nói hồi nãy tôi giận quá. Hả, cái gì giận? Tôi giận người đó lắm. Tôi giận thì cái giận là ai? Tôi giận thì cái giận là tôi. Mà nếu cái giận là tôi thì lúc nào còn có tôi thì lúc đó còn giận, phải không? Kim nói máu là tôi thì lúc nào tôi có mặt thì máu trong thân cũng còn, phải không? Nhưng mà cái giận đó là tôi, không phải tôi. Nổi giận hồi mà ta làm trái ý mình thôi, rồi nếu gặp ai nói gì mày vừa ý cái cười, phải không? Thì như vậy đâu có phải là cái giận là tôi được. Cái giận là duyên nghịch, còn cái vui là cái duyên thuận, phải không? Duyên nghịch với mình thì mình nổi nóng lên, rồi qua cơn nó mất. Thì như vậy cái đó là cái tùy duyên. Mà tùy duyên đâu phải mình. Mình là cái từ khi cha mẹ sanh tới ngày tắt thở không lúc nào vắng. Nếu lúc nào vắng mình là chết mất, phải không? Mà còn sống là còn mình. Còn cái giận khi có khi không mình nói nó là mình, có phải là lầm lẫn hơn? Giận không phải mình thì thương phải là mình không? Thấy ai khổ sở nó tôi thương người đó quá. Tôi thương ha là thấy hoàn cảnh đáng thương. Lẽ ra thì nó thấy hoàn cảnh người đó đáng thương thì phải. Chứ tôi không phải thương. Nó thương đó, khi cái duyên gặp vậy thì thương. Rồi hết cái duyên thì nó thương nó cũng hết. Đó. Nếu mà cái thương đó là tôi thì nó có hoài. Lúc nào tôi cũng mang cái thương theo trong mình tôi hoài, phải không? Mà nó không phải. Khi có khi không. Đó. Như vậy thì quý vị mới xét từ cái buồn, cái thương, cái giận, cái ghét, tất cả cái đó là cái tạm bợ, tùy duyên, theo duyên thôi, chứ nó không phải thiệt mình. Bản chất của mình không phải thương, không phải ghét. Như vậy thì hiểu cho đúng, thấy cho đúng, để chúng ta đừng có lầm, đem những cái đó vô lầm mình, rồi thấy mình cả ngày khổ sở, không có vui được. Sao mình đủ thứ hết vậy? Tại bây giờ mình biết cái đó là cái tùy duyên, mà tùy duyên thì không thiệt, thấy không? Duyên tới mới có, duyên qua là mất, thì đâu phải là thiệt. Tôi hằng hữu bằng trong cái thể xác này từ khi sinh cho tới khi tử, đó là hằng hữu của cái thân mấy chục năm. Còn hằng hữu muôn kiếp muôn đời nữa thì phải nhận ra cái đó là mình. Còn cái mình mà tạm bợ đó không phải mình thiệt, mà lâu nay người ta lấy cái đó làm thiệt mình. Thành giận ai thì cứ nuôi dưỡng nó, hứa hẹn rằng 10 năm, 20 năm không có quên, dần dần, phải không? Như vậy đó là để làm chi? Để được khổ. Giận người ta hoài thì khổ, mỗi lần nhớ cái đó mặt lên thì khổ. Như vậy mà ta bộ hay. Rồi cái thương cũng vậy. Rồi thương thì lúc nào đó có những cái hoàn cảnh thích hợp, thuận lợi, đúng với cái ý của mình muốn thì thương. Nhưng mà lúc nào đó nó trái đi thì hết thương. Đó, nhiều khi ở trong gia đình vợ chồng có khi cũng đánh lộn nhau, phải không? Lúc đánh lộn nhau có thương không? Mà đánh lộn hết thương rồi. Mà có gia đình nào mà không cãi lộn đánh lộn không? Thì như vậy cái thương nó cũng không có thiệt. Tùy cái lúc thuận, lúc nào người ta tùy theo mình, nói gì nghe nấy, bảo gì làm nấy thì được, lúc đó thương. Là không lúc nào mà ngược lại cái hết thương liền thì cái thương nó có thiệt mình nữa đâu. Như vậy để cho biết rằng
tất cả chúng ta sống trong cái tạm bợ, nhận lấy cái tạm bợ làm cái thật. Vì vậy mà cả cuộc đời quanh quẩn trong cái tạm bợ để tạo nghiệp, rồi tiếp nối đi trong cái tạm bợ đó nữa. Cho nên Phật nói chìm trong cái biển luân hồi không có ngày ra khỏi, đó là tại cái mê lầm. Cho nên tu để thoát cái mê tu, đừng có nghĩ như vậy. Hiểu cho tới nơi rồi thì tất cả những cái niệm phiền não nó dấy lên, chúng ta cười thôi. Thí dụ thấy cái người đó họ nói một câu trái ý, vừa nói dạng cái mình nhìn lại cái dạng hay cười, rồi bữa nay chú nó đồng ở đây hả, rồi cái thôi nói vậy cái tưởng nó mất. Rồi thấy ai nói cái gì thấy phai bộ dễ cảm, cái này thấy người đó dễ thương, ủa chú ló đầu ở đây hả, nhìn nó cái nó mất, cứ như vậy mà cứ dằn mặt nó riết thì nó tiêu chứ có gì đâu, nó không phải là thiệt. Vậy cho nên mình tu là phải có trí tuệ, bởi vì tu đạo giác ngộ mà không có trí tuệ làm sao. Nên đạo giác ngộ không cho mình mù mù mịt mịt là không có tu theo đạo trí tuệ. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái đường tu của mình từng bước đi là từng cái giác ngộ, mà trong nhà Phật nó từng qua sen đó, mỗi bước mỗi có mỗi qua sen, chúng ta mỗi bước là mỗi giác ngộ, mỗi giờ mỗi phút là mỗi giác ngộ, chứ không phải đợi thành Phật mới giác ngộ, phải không? Thành Phật là giác ngộ viên mãn. Bây giờ chúng ta giác ngộ từng phút từng giây, từng chấm từng điểm nhỏ vậy đó, rồi lần lần tới chừng viên mãn mới thành Phật. Chứ đợi thành Phật, có nhiều người cứ ngỡ là mình tu mình ngồi thiền, chừng nào học quan sáng lên như ông Phật đó, chừng đó mình mới thành Phật. Thì cái đó chờ biết chừng nào. Bây giờ chúng ta mỗi bước đi, mỗi giác ngộ, mỗi tỉnh mỗi sáng là chúng ta làm Phật con nè. Cái Phật còn nhỏ nhưng mà gót Phật nhỏ rồi mới thành Phật lớn, phải không? Phật định nghĩa rõ ràng giác hạnh viên mãn. Tới giờ mình giác mà chưa viên mãn, giác chút vậy đó, gom như chút lại lâu ngày thì viên mãn. Hiểu vậy thì cái đường tu của mình nó rõ ràng, thực tế 100%, chứ không có cái chuyện mơ màng tưởng tượng, mà phải thấy cho rõ, thấy cho đúng thì sự tu bảo đảm không có cái gì mà gọi là nguy hiểm, điên cuồng, cũng không có cái gì gọi là uổng công vô ích hết á. Tu mỗi giờ là mỗi giờ tỉnh, tu mỗi giờ là mỗi giờ giác ngộ, chứ không phải chìm ở trong cái mê lầm. Chúng ta hiện nay cũng như thế, ngay chính Tổ Huệ Khả cũng cho cái suy nghĩ là tâm của mình. Vì vậy Tổ Bồ Đề Đạt Ma không cần dạy, chỉ bảo đem tâm ra ta ăn cho. Nếu thật là tâm ông thì ông cứ đưa ra đây, nhưng khi tìm nó thì mất tiêu, không bóng không hình. Đã không bóng không hình thì làm sao đưa ra được. Tổ bảo ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngài Huệ Khả liền ngộ. Quý vị có thấy con đường của Tổ Huệ Khả ngộ pháp an tâm chưa? Vì cho bóng là mình cho nên chúng ta mới điên cuồng. Nếu biết bóng là bóng không thật thì điên cuồng tự hết. Nếu chúng ta chấp nhận vọng tưởng là tâm của mình thật, nó dẫn chúng ta chạy từ nơi này đến nơi khác. Nếu biết rõ vọng tưởng không phải là tâm của mình thật, thì chỉ là bóng dáng của sáu trần, thì nó hết khả năng lôi cuốn mình. Như vậy không phải an tâm là gì? Nó là phương pháp an tâm, mà thật không phương pháp chi hết. Chỉ là nhìn đúng lẽ thật, biết đúng lẽ thật, thì chúng ta đã an tâm rồi. Đó, nhìn đúng lẽ thật, biết đúng lẽ thật, đó là trí tuệ, phải không? Như vậy tu thiền là tu bằng trí tuệ. Trí tuệ chứ không phải được cái gì khác. Mà quý vị nhớ, thường nói thiền định, mà nhất là Tổ Huệ Năng dạy, thiền gồm cả định và tuệ đồng thời, phải không? Chứ Ngài không có nói theo như bên Nguyên Thủy, trước định thì sau mới tuệ. Mà đây định tuệ đồng thời, vọng dấy lên chúng ta thấy biết nó không theo, biết nó là vọng đó là tệ, biết vọng thì vọng lặng thì được định. Như vậy thì định tệ nó không có hai,
không phải chờ lúc này định rồi lúc kia mới tuệ, mà khi vọng lên chúng ta thấy nó là tuệ, biết nó là tuệ, rồi nó lặng xuống là định, thì cứ như vậy định tuệ đồng thời. Đó là cái thiền tông. Thiền tông là định tuệ đồng thời. Còn nói trước định sau tuệ là theo cái thứ lớp nguyên thủy, hiểu cho tường tận, để là nhiều khi nghe mà quý vị không nắm chắc được cái lối tu, rồi có khi sanh quan mang. Lâu nay chúng ta nhận lầm kẻ giặc làm con, nên nó phá hết sự nghiệp khiến chúng ta đau khổ. Giờ đây chúng ta biết nó là giặc, không lầm nữa, thì nó còn hại gì mình được đâu. Vọng tưởng vừa dấy lên, chúng ta biết nó là hư giả, không thật, thì nó tự an liền, không cần phải đè dẹp. Như vậy an tâm mà không có phương pháp gì hết. Sở dĩ lâu nay chúng ta dùng phương pháp này đè, dùng phương pháp kia dẹp, mà vọng tưởng cứ bừng dậy hoài, tại vì chúng ta thấy nó là thật. Nếu mà mình thấy pháp thật, thấy vọng tưởng thật, thì cái đó cả hai đều lầm. Cũng như đứa giặc, đứa trộm, mà chúng ta tưởng nó là con ruột của mình, cho nên hôm nay chúng ta mất vật này, ngày mai mất vật khác, rồi chúng ta rầy nó, nghĩa là ngày nào còn chứa kẻ trộm ở trong nhà là ngày đó chúng ta còn bị mất đồ, bị khổ sở. Chỉ cần biết nó là kẻ trộm, đuổi ra khỏi nhà thì tự nhiên hết mất đồ, hết khổ sở. Chỉ chừng ấy việc, quý vị thấy tu có khó không? Chỉ cần nhận đúng lẽ thật, biết rõ mặt thật của vọng tưởng, chúng ta đã biết tu rồi. Cho nên tôi thường nói, mình nhận cái đứa trộm làm người thân, nuôi chứa trong nhà, thì của cải mình mất dần, tiêu mòn dần. Đứa trộm đang ở trong nhà mình, mà mình biết nó là đứa trộm, thì ngang đó còn mất không? Nghĩa là nó một cử chỉ hành động nào mình cũng thấy hết, phải không? Mình thấy cái thì nó đâu có dám lấy đồ. Còn ngày xưa mình tưởng nó là người thân, mình giao phó đó, mình lại ủy quyền cho nó nữa, cho nên nó dẫn mình chạy đủ nơi đủ chốn, rồi làm mất bao nhiêu của cải. Thì bây giờ chỉ cần kẻ trộm biết là kẻ trộm, thì đó, trộm biết là trộm, thì lúc đó mê hay tỉnh? Trộm mà tưởng là con mình, lúc đó tỉnh hay mê? Như vậy thì tu là tỉnh, cho nên ta nói tu tỉnh đó. Còn không tu thì mê. Tu là để tỉnh. Cái giả biết rõ nó là giả, cái nguy hiểm biết là nguy hiểm, thì đó là chúng ta tỉnh. Tỉnh thì không ai lừa chúng ta được, không ai gạt chúng ta được. Còn mê thì bị nó lừa nó gạt. Như vậy cái tu này thực là đơn giản, mà thực là khéo tỉnh, khéo sáng, chứ không phải thường. Đây dẫn thêm, theo di thuyết học, những vọng tưởng dấy lên chỉ là bóng dáng của sáu trần. Ví như chúng ta đang ở trong nhà, có một người khách đến thăm, sau câu chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ, người khách ra về, chúng ta hoàn toàn không có một ý nghĩ nào dính dấp đến người đó hay không? Hay là hình ảnh ngôn từ của người khách vẫn còn lãng, vãng lai trong tâm mình? Cái vãng lai đó nghe khi nãy còn rơi đó, đó là gì? Tức là bóng dáng của sáu trần mình thấy nghe khi nãy còn rơi rớt lại trong tâm mình. Cho nên danh từ chuyên môn trong di thức học gọi đó là lạc tạ ảnh tử, tức là bóng dáng của sáu trần rơi rớt trong tàn thức của mình. Cũng vậy, chúng ta học các lý thuyết cho thật nhiều, nhồi chúng lại thành một khối, liền bảo chúng tôi có khiến kiến thức này. Thật sự đó chỉ là vai mượn bên ngoài đem vào, tự cho rằng chúng tôi khôn, chúng tôi hay, mà không có can đảm loại bỏ nó ra, chứa chấp những cái bên ngoài như vậy. Nói là mình, tức là nhận giặc làm con, để rồi nó lôi dẫn mình chạy không bao giờ ngừng được. Nếu biết rõ những vọng tưởng là giặc, không phải là mình, thì khi chúng vừa
dấy lên, chúng ta nhất quyết từ chối không theo, các vọng tưởng ấy tự nó hết. Đó là một lối tu hết sức đơn giản, không khổ nhọc gì, chỉ cần nhận đúng như vậy là đã biết tu thiền rồi. Khi chúng ta quét sân hay rửa chén, một ý niệm vừa dấy lên, biết nó là bóng dáng, bỏ ngay không theo nó, đó là tu thiền. Ngay khi quét sân rửa chén, không đợi tới giờ ngồi thiền mới gọi là tu thiền. Thế nên tu thiền lúc nào cũng được, không đợi tới thời khóa tụng kinh niệm Phật mới tu. Giờ phút nào, ở nơi nào cũng gọi là tu. Nếu chúng ta luôn nhận đúng lẽ thật, đừng bị lầm lẫn. Lầm lẫn là vô minh, biết được lẽ thật là trí tuệ. Dùng trí tuệ bát nhã thấy các vọng tưởng không thật, thấy chúng là không, tìm lại không được, thấy vọng tưởng là không, thì tự nhiên vọng tưởng lặng. Như vậy không phải vào cửa không là gì? Tổ Huệ Khả nhân đó tỉnh ngộ nên Ngài được vào cửa. Chúng ta hiện nay cứ chấp vọng tưởng là mình nên đứng ở ngoài, vào cửa không chưa được. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái đặc biệt ở chỗ này. Nếu mà chúng ta không dám biết vọng tưởng là không thì chúng ta đứng ngoài luôn, không vào cửa thiền được. Còn chúng ta biết vọng tưởng là không, tất cả cái hình bóng đó là ảo ảnh thôi, không thiệt, thì đó là chúng ta bước vào cửa không, đơn giản như vậy. Mà chỗ này tôi cũng nói thêm cho tất cả quý vị lưu tâm một chút, bởi vì gần đây có nhiều người so sánh cái tu thiền của chúng ta, nói của chúng ta là chúng ta hiện tu, còn nói xa là của chư tổ, và cái tu thiền của Nguyên Thủy, hai bên có khác nhau không? Như tu thiền dùng cái hơi thở, như quý vị đi kinh hành dùng hơi thở thì sao? Vừa đi mà theo thở hít vô rồi thở ra, đi bước chân đi mà nhớ hơi thở vô ra, không dám thấy gì xung quanh, phải không? Mất nhớ hơi thở. Nếu mà quên hơi thở thì lúc đó sao? Đó là loạn. À, vì vậy mà cột tâm ở hơi thở, vừa bước đi nhịp nhàng theo thở vô ra của mình, chú ý vào hơi thở, đó là kinh hành hay là thiền hành theo hơi thở. Còn một lối tu nữa là hơi thở mà theo cái chân bước mình, dở lên nhớ mình dở chân lên, để chân xuống nhớ mình để chân xuống, bước từng bước để chân xuống, dở chân lên để chân xuống, chứ nhớ cái chân mà nhịp nhàng theo cái chân bước, tâm mình cột theo đó. Như vậy người tu thiền đó nhìn thấy dễ thương ghê lắm. Biết sao dễ thương không? Người ta cột tâm không dám ngó qua, không dám ngó lại, nếu cứ nhớ hơi thở thì phải nhìn vào tâm mà nhớ đó. Còn nếu nhớ chân lên chân xuống là phải nhìn đi dưới đất mà nhớ. Thành đã thấy nghiêm chỉnh vô cùng. Nhưng mà chỉ là khi đi không có ai, không có cái gì á, thì làm được. Một mình thì làm được. Còn nếu có ai có chuyện gì gấp á, thì làm được không? Không được. Còn cái tu thiền của tôi thì tôi đi, người ta nói tôi đi thiền hành mà có hành quá gì đâu. Tôi đi đuổi. Đi nhanh, đi người ta theo không kịp, là đâu có theo hơi thở, mà cũng đâu có theo cái bước chân. Như vậy tôi tu thiền cái gì? Quý vị thấy sao? Nói thiền hành thì chắc hơi mất cỡ một chút. Nhưng mà biết đâu tôi cũng thiền hành. Tôi đi nhanh mà tôi cứ đi vừa nghĩ cái tôi bỏ, tôi đi vừa nghĩ tôi bỏ, thành nó tâm đầu vừa dế niệm thì bỏ thôi. Tôi không cần phải dòm cái chân, mà tôi cũng không cần nhớ hơi thở. Thì như vậy quý vị thấy tôi khỏe hay quý vị kia khỏe? Tôi tự do hơn. Tôi đi rất tự do, à thoải mái, không có gì hết. Tôi mất đông mất tay chứ tôi không tâm xuống đất. Bởi vậy nên nhìn người tướng thì thấy không dễ thương. Tự do không tướng quá mà dễ thương gì. Tại kia là đi ta chăm chăm thấy rất là dễ thương. Nên hai cái hình thức đó
thì quý vị, tôi nói cho quý vị thì hiểu cho kỹ, chứ nhiều khi không nói thì quý vị cũng sẽ đánh giá sao người ta đi thiền hành thấy dễ thương quá, ông thầy đi thiền hành cái gì mà đuổi đuổi chống gậy cọc cọc. Thì quý vị thấy hai cái nó không có giống nhau chút nào hết á. Thì tại sao? Vì đó là cái lối tu. Đây là nhìn tình tâm niệm của mình, dấy lên là bỏ, mà tâm niệm ở trong đầu á, chứ không dưới chân, không phải ở dưới hơi thở. Thấy không? Vừa khởi nghĩ thì mình bỏ nó thôi, đừng nghĩ nữa. Còn nếu đi mình không nghĩ gì thôi, chứ đi tự do. Thấy không? Nhìn mà không nghĩ gì thì cứ nhìn tự do, có gì đó. Còn cái kia mà quên gót chân thì đâu có nhớ dở lên để xuống. Còn quên hơi thở thì đâu có cột tâm được. Thì như vậy thì phải chăm chỉ hơi thở, và phải chăm chỉ từng cái chân bước. Thì đó là cái lối thiền hành. Như vậy thì để quý vị mai kia có thấy quý vị tu mà ta đi từng bước chậm rãi nó xuống đó, thấy rất dễ thương đó, thì quý vị thông cảm giùm tôi chút. Tôi đi hơi khó thương thôi. Đó là những cái sự thật tôi nói cho quý vị biết. Chứ nhiều khi không biết là thấy sao cũng nói tu thiền mà cái ông thầy kia khác, ông thầy này khác. Khác là ở trong nội tâm. Một bên thì dùng phương pháp để kèm, còn bên không có phương pháp. Bởi vì mình tu có phương pháp gì đâu, phải không? Như vậy thì cái lối thiền này nó có cái đặc biệt, có cái lợi lớn là không phải chúng ta chăm chỉ vào một cái gì để kèm tâm mình, mà chúng ta làm bất cứ cái gì miễn tâm giới niệm chạy chỗ khác thì bỏ. Cho nên quý vị Phật tử mà đi làm trong các cái ngành, các sở, vô trong ngành, trong sở mình, nhất là trong ngành nào có máy móc rồi đó, thì giao mình cái trách nhiệm gì thì mình làm đúng cái trách nhiệm ấy. Lâu lâu có cái niệm gì chạy ra thì mình bỏ thôi. Cho nên tôi thường ví dụ một người thợ may ngồi chăm chỉ may, cứ may thôi, vừa có cái nghĩ gì thì bỏ, cứ may, không có cần cột tâm cái gì hết, mà cứ nhìn may cho đúng. Thì như vậy, trong khi may như chúng ta đang ngồi thiền, phải không? Còn cái người cuốc đất thì cứ cuốc, đừng nhớ chuyện đông chuyện tây, cứ cuốc thôi, cuốc hết giờ nghỉ, vừa nghĩ cái gì thì bỏ. Thì đó, cuốc đất cũng là ngồi thiền, phải không? Như vậy thì chúng ta tu trong mọi hành động. Còn nếu mà theo hơi thở mà lúc đó cuốc đất nặng là làm sao? Làm sao theo được? Theo gót chân làm sao theo được? Cho nên cái này nó có một cái tự tại. Trong các trường hợp, trong các ngành, các nghề, ứng dụng đều được hết. Mà không ai thấy mình tu. Thấy tu không? Nghĩa là mình cuốc đất mà mình vẫn tu, không có ai thấy. Hoặc là mình làm thợ mai, mình mai, đâu có ai thấy mình tu. Cứ mai đều đều, mà mai khéo nữa, vì mình không có nghĩ bài, tâm mình nó chuyên ở trong đó, thì việc làm mình nó chu đáo. Như vậy thì cái tu thiền là để đem lại cái lợi ích cho mọi người. Ví dụ cũng thiền tông, nếu mình ngồi mai, nhà mình nhớ câu thoại đầu, mà cứ nhớ câu thoại đầu trên này, thì trước nhiều quên như đường chỉ mai dưới này. Còn vừa chăm chỉ đường chỉ mai thì quên câu thoại đầu thì nó hơi khó. Còn cái này mình không nhớ gì hết trơn, mai thì cứ nhớ chuyện mai thôi, nghĩ gì khác là bỏ, phải không? Đó là để dẹp được cái tâm lo ra mà lâu nay chúng ta bị mắc bệnh, làm cái này nghĩ cái kia, làm việc kia nghĩ việc nọ, nó không có một cái chuyên nhất. Bây giờ chúng ta mai chỉ là mai, chúng ta làm cái gì chỉ là việc đó, không có thêm cái gì khác, vừa có niệm khác liền bỏ. Đó là chúng ta đang tu.